Anh chị em ơi, anh chị em ơi, nhỏ nhỏ đó nha anh chị em ơi. Ổn định chưa, ổn định chưa? Vâng. À, con vẫn còn thấy ở ngoài đường còn rất nhiều các vị khách đang còn lang thang ở ngoài đường. Như vậy chúng ta hãy nhanh chân chọn cho mình một ghế thật tốt, thật êm ái để chúng ta ngồi và chúng ta chuẩn bị đi vào đêm diễn nguyện hôm nay. Như vậy chỉ còn 5 phút nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu. Do vậy xin tất cả những ai còn đang ngoài đường, còn trong các khu vực ẩm thực, quầy lưu niệm hay gì đó, chúng ta hãy nhanh chân tập trung về khán đài chính. Chúng ta chuẩn bị tâm hồn để bước vào đêm diễn nguyện hôm nay.
Vâng, con xin kính chào toàn thể anh chị em giáo dân giáo phận Kon Tum cũng như toàn thể anh chị em khách hành hương gần xa đã về với trung tâm Đức Mẹ Hành Hương Măng Đen, về với đêm diễn nguyện hôm nay. Giờ đây con xin kính mời toàn thể anh chị em chúng ta đứng lên, chúng ta cùng làm dấu cầu nguyện trước khi đêm diễn nguyện diễn ra. Xin kính mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuộm thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vâng, để chuẩn bị cho đêm diễn nguyện hôm nay, xin tất cả quý vị có mặt tại khuôn viên Trung tâm Đức Mẹ Hành Hương hôm nay nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật giòn giã nào quý vị. Vâng, để hâm nóng không gian của Trung tâm Đức Mẹ Hành Hương Măng Đen, để đi vào bầu khí của đêm diễn nguyện, để đêm diễn nguyện diễn ra thành công tốt đẹp nhất, xin mời anh chị em chúng ta cùng hướng lên sân khấu, cùng chiêm ngưỡng điệu vũ Mẹ Tây Nguyên và Hoan Ca Đức Mẹ Vô Nhiễm qua sự trình bày thể hiện của các bạn trẻ giáo lý viên huynh trưởng của hai xứ Con Trang và Cơ Leng. Xin kính mời.
Chúa khen danh mẹ Maria nữ vương uy quyền, như ánh sao mai sáng ngời soi đường chỉ lối muôn người. Mẹ đầy ơn Thiên Chúa tươi thắm hơn muôn ngàn đỗ hồng, xin kính dâng lên mẹ ngàn lời kính chan hòa yêu thương. Ôi Maria mẹ dịu dàng uy nghi cao sang trên thiên đàng, khiết trinh vẹn thường ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng trước cuộc đời sống theo đường mẹ. Danh mẹ ôi bao la trái tim nhân từ, con đến trao dâng trọn đời linh hồn thân xác yêu hè. Xưa đời càn về ấy mẹ hiến trao con một cứu đời, giang cánh tay hộ phù dù đoàn con có ngàn thương đau. Ôi Maria mẹ dịu dàng uy nghi cao sang trên thiên đàng, khiết trinh vẹn thiền ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng trước cuộc đời sống theo gương mẹ. Danh mẹ Maria nữ vương gia đình, thương khấn ban ơn phúc lành mọi ngày cuộc sống chung con. Cuộc đời đời dương thế bao lắng lo vui buồn kiếp người, nhưng có mẹ song hành thì đời sẽ không còn sống lo. Ôi Maria mẹ dịu dàng uy nghi cao sang trên thiên đàng, khiết trinh vẹn thiền ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng trước cuộc đời sống theo gương mẹ. Maria vô nhiễm nguyên tội. Ôi Maria mẹ dịu dàng uy nghi cao sang trên thiên đàng, khiết trinh vẹn thiền ngàn đời mẹ thật vinh quang. Ôi Maria mẹ hiền từ, nay con xin dâng trước cuộc đời sống theo gương mẹ. Maria vô nhiễm nguyên tội, sống theo gương mẹ Maria. Hãy subscribe.
Vâng, để bắt đầu đêm diễn nguyện, lời đầu tiên con xin được gửi lời chào mừng tới Đức cha Aloisio, vị cha trung kính yêu của giáo phận chúng ta, tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách tôn giáo bạn, quý ban ngành các cấp chính quyền, quý thân nhân ân nhân, quý anh chị em giáo dân, và đặc biệt xin được chào mừng hơn 30.000 khách hành hương gần xa đang hiện diện trong đêm diễn nguyện hôm nay. Kính thưa Đức cha, quý cha và toàn thể quý vị, mọi trung tâm Đức Mẹ hành hương nói chung, trung tâm Đức Mẹ hành hương Măng Đen nói riêng, luôn là điểm đến linh thiêng cho tất cả mọi người, không phân biệt lương giáo, giàu nghèo, sang hèn. Hết thảy những ai đến với Mẹ Măng Đen, trao vào tay Mẹ gánh nặng cuộc đời, đều sẽ nhận được ơn của Chúa qua Mẹ Măng Đen. Đêm hôm nay, với lòng thành tri ân cảm tạ Mẹ, chúng ta cùng nhau tổ chức đêm diễn nguyện để hát dâng Mẹ, để hát về Mẹ. Chúng ta cùng nhau tổ chức đêm diễn nguyện. Vâng, để thực hiện đêm diễn nguyện hôm nay, có sự tham gia đóng góp của rất nhiều người. Trong đó, chịu trách nhiệm sản xuất cha quản nhiệm Đa Minh Trần Văn Vũ, kịch bản và đạo diễn Phạm Tôn Tẫn, âm thanh ánh sáng và màn hình LED Tùng Măng Đen, ban nhạc Rose Band và Cali Band, biên đạo múa Irum, lời bình thầy Gioan Bautista Phạm Văn Thuyên, các ca sĩ tham gia Phương Hồng Ngọc, Dương Quyết Thắng, Phi Nguyễn, Xuân Trường, Diệu Hiền, Quỳnh Trâm, Daily, Cali Band, Rose Band, ca đoàn chính tòa, ca đoàn Tân Hương. Tác phẩm sử dụng trong chương trình của các nhạc sĩ Thông Vi Vu, Nguyễn Văn Trung, Ngô Ngọc Thắng, Thành Tâm, Huyền Linh, Minh Công, Hồng Bính và một số nhạc sĩ khác. Để bắt đầu đêm diễn nguyện, giờ đây con xin kính mời cha Đa Minh Trần Văn Vũ, quản nhiệm Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, lên có đôi lời phát biểu và tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện. Con xin kính mời cha. Chúng ta có nên cho một tràng pháo tay cho MC thân yêu của chúng ta không ạ? Lần đầu tiên con xin ngợi ca tình thương của Thiên Chúa. Tình thương Chúa đời đời chúng con mong muốn được ca tụng. Những ngày qua Chúa đã thương ban cho chúng ta thời tiết rất thuận hòa, và hôm nay Chúa lại ban cho chúng ta một không khí thật ấm áp. Chúng ta có nên một tràng pháo tay thật to để tạ ơn Chúa không? To nữa lên bà con ơi! To cho Chúa nghe để mai Chúa cho trời đẹp hơn hôm nay nữa nhé. Thay mặt Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, thay mặt những người tổ chức chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính chào quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý vị, chính quyền các cấp, quý khách mời thân thương cùng toàn thể quý khách hành hương xa gần. Một tràng pháo tay nữa để chào đón nhau hôm nay. Cùng xin thay mặt Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen xin gửi lời thân thương tri ân đến những người cùng với chúng tôi tổ chức chương trình này. Có nên vỗ tay không bà con? Và anh chị em thân mến, tôi muốn thân thương với anh chị em, chúng tôi biết ơn anh chị em khi hiện diện với chúng tôi một cách đông đủ hôm nay. Chúng tôi cầu chúc anh chị em có một đêm thật bình an, thật đầm ấm, có một đêm ca nguyện hát về Mẹ thật ý nghĩa, để chúng ta biết ngợi khen tình thương của Thiên Chúa, biết tôn vinh Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, và biết chạy đến với Mẹ Măng Đen, người Mẹ thân thương luôn ủi an, nâng đỡ, chở che và phù hộ cho tất cả những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Cầu chúc anh chị em có một đêm thật ý nghĩa và đón nhận nhiều ân ban của Chúa qua Mẹ Măng Đen. Với mong muốn đó,
Tôi xin thay mặt ban tổ chức chính thức đêm ca nguyện hát về mẹ. Vâng, con xin cảm ơn cha quản nhiệm. Vâng, để mở đầu cho đêm diễn nguyện hát về mẹ, chúng ta cùng đến với chùm hợp xướng Mẹ Măng Đen và Ave Maria. Ave Maria hay Lạy Mẹ Maria là lời ngợi ca thân thương gần gũi của mỗi chúng ta. Mà ngay khi còn rất nhỏ, chúng ta đã thuộc lòng và cất hát. Giờ đây, trong bầu khí đêm diễn nguyện, một lần nữa chúng ta cùng thưởng thức phần trình diễn của ca đoàn chính tòa Kon Tum với hai nhạc phẩm Mẹ Măng Đen và Ave Maria. Xin kính mời.
Đến đây xin tình mẹ sưởi ấm, nỗi lòng con tan nát đủ căm chiều. Đến với mẹ sầu buồn tan biến hết, niềm vui hạnh phúc mẹ ban dư đầy. Giữa núi rừng măng đen mẹ đứng đó, qua bao năm tháng dãi dầu nắng mưa, hai bàn tay mẹ chiến tranh đã cướp mất. Vâng, không còn đôi bàn tay, nhưng mẹ vẫn luôn dìu dắt trao ban. Đó là nét rất riêng của mẹ Măng Đen, mẹ của núi rừng Tây Nguyên. Nhạc phẩm về với mẹ Măng Đen mang âm hưởng Tây Nguyên sẽ được các nghệ sĩ Caliban, những người con của núi rừng Tây Nguyên, người con của mẹ Măng Đen gửi tặng chúng ta đêm nay. Chúng ta cùng thưởng thức.
mẹ đứng đó. Qua bao năm tháng ra giờ nắng mưa, hai bàn tay mẹ chiến tranh đã cướp mất, nhưng mẹ vẫn đầy quyền năng đi ăn. Con đến đây xin tình mẹ sưởi ấm, cho hồn con luôn thắm hương ân tình. Dẫu có trăm bề phủ đến bóng tối, hồn con vẫn sáng ngời ơn an bình. Chiến tranh đã cướp mất, nhưng mẹ vẫn đầy quyền năng đi ăn. Con đến đây xin mẹ dòng tha thứ, đã nhiều phen con lắm mơ cơ tình. Đến với mẹ sầu buồn tan biến hết, niềm vui hạnh phúc mẹ ban dư đầy. Măng đen là đâu mà bao bước chân đi tìm? Măng đen tại sao mà ai cũng khát khao về bên? Câu trả lời đó là vì mẹ ở đó hằng chở che ban phước cho đoàn con, vì mẹ ở đó hằng ủi an nâng đỡ ai lầm than. Đó là những lời thật sâu lắng có trong bài hát Măng đen linh địa. Chúng ta cùng thưởng thức với giọng ca của nam ca sĩ Xuân Trường. Đen là đâu mà bao chân bước đi tìm? Măng đen tại sao mà ai cũng khát khao về bên? Vì mẹ ở đó hằng chờ che ban phước cho đoàn con, vì mẹ ở đó hằng ủi an nâng đỡ ai lòng than. Về bên mẹ, nhờ mẹ thương soi lối cho đời con. Măng đen là đâu mà bao đôi mắt dõi tìm? Măng đen tại sao người đi sương gió không ngại chi? Vì mẹ ở đó, mẹ là nơi thêm sức ai lệ rơi. Vì mẹ ở đó, dọc vòng tay du giấc con ngủ say. Về bên mẹ, để gian nan sẽ thấy được bình an. Mẹ ơi, con nay đã trở về. Mẹ ơi, con nay xin gửi trao vào tay mẹ xác thân linh hồn con. Mẹ ơi, con nay đã trở về. Về đây trước nhan mẹ đẹp xinh, xin chắp tay nguyện cầu
trước nhan mẹ tự nhiên. Là đâu mà bao giọt mắt dõi tìm, mang đen tại sao người đi sương gió không ngại chi. Vì mẹ ở đó, mẹ là nơi thêm sức ai lệ rơi. Vì mẹ ở đó, rộng vòng tay dù giấc con ngủ say. Về bên mẹ để gian nan sẽ thấy được bình an. Mẹ ơi con nay đã trở về, mẹ ơi con nay xin lời trao vào tay mẹ giặt ngưng linh hồn con. Mẹ ơi con nay đã trở về, về đây trước nhan mẹ đem sinh xin trong tay. Trước nhan mẹ tự nhiên, mẹ ơi con nay đã trở về, mẹ ơi con nay xin gửi trao vào tay mẹ sắc ân linh hồn con. Mẹ ơi con nay đã trở về, về đây trước nhan mẹ đẹp xinh xin trong tay nguyện cầu. Trước nhan mẹ tự nhân. Mẹ là một chủ đề muôn thuở mà có biết bao nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ, tu sĩ, giáo sĩ và cả ca sĩ dùng mọi hình thức để diễn tả về người mẹ. Bông hồng cài áo cũng là bài thơ về chủ đề ấy. Và giờ đây, nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc sẽ dẫn đưa chúng ta chìm đắm trong cảm xúc của tình yêu, sự hy sinh lớn lao của người mẹ. Xin chào đón ca khúc Bông Hồng Cài Áo, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, thơ Thích Nhất Hạnh qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn lòng vui sướng. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, nhiều đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu anh.
sao để mẹ. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dế đêm thâu, là bóng mát nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là biết là con thương mẹ hay không. Cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng lên, hãy cùng tôi vui hát lên. Nhớ chúng ta, những người còn mẹ, hãy yêu thương mẹ mình nhiều hơn. Vì Phương Ngọc không được may mắn đã mất mẹ từ lâu, nên mỗi lần nhớ đến mẹ chỉ nhìn lên mặt mẹ và không còn được dịp để nói với mẹ: mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Vì vậy các bạn hãy quay về nhà và ngồi bên cạnh mẹ và ôm mẹ vào lòng và nói: mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đó hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào,
là nại chuối buồng cau, là tiếng dế đêm thâu, là mắt sáng trăng sao, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là biết là con thương mẹ hay không? Có hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, có hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng lên, hãy cùng tôi vui hát lên một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ. Xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Bài hát vừa rồi Ngọc cũng là một người mẹ, hát cho những người mẹ và đặc biệt hát cho những người còn mẹ. Và bài hát tiếp theo là một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Dương Ngọc Thắng. Bài hát ngày hôm nay đã được kính dâng lên mẹ Măng Đen. Phương Ngọc xin trình bày bài hát này để cùng quý vị dâng lên mẹ những lời kinh thấm thiết nhất, và xin mẹ chúc cho nước Việt Nam chúng ta nói chung và tất cả những người mẹ trên đời và những quý vị ở đây được đầy hồng ân của Thiên Chúa. Bài hát mang tên Dâng Về Mẹ của nhạc sĩ Dương Ngọc Thắng. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Chân mẹ Măng Đen, lòng con bao thốn thức, tình yêu thương chất ngất, dắt dìu con đi về đây. Mẹ xiết bao nhân từ, lòng mẫu thân xin thương con ôi mẹ ơi, đến nương nhờ mẹ yêu, mẹ giang tay cứu giúp đời con bao sóng gió, đắp vùi con trong vực sâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lời phong ba sóng xô vào ta. Cuộc đời hư vô số đau tội lỗi, xin cứu con, xin đưa con về tới bên bình an. Dưới chân mẹ măng đen, lòng con bao thốn thức, tình yêu thương chất ngất, dắt dìu con đi về. Con bao sóng gió lấp vùi con trong vực sâu, mẹ biết con tin mẹ, mẹ biết con yêu mẹ, tình mẹ thương con không bên bờ. Con bao thốn thức, tình yêu thương chất ngất, dắt dìu con đi về đây. Mẹ xin bao nhân từ, lòng mẫu thân vô bờ, xin thương con, thương con. Phong ba sóng xô tội lỗi, cuộc đời hư vô sóng xô bao ta. Xin cứu con, xin đưa con về tới bên bình an. Đến nương nhờ mẹ yêu, mẹ giang tay cứu du đời con bao sóng.
chuông chiều. Đó là tiếng vọng từ ngọn tháp uy nghi. Chắc hẳn chúng ta đều rất thân quen với tiếng chuông đó. Thật không quá khi chúng ta ví tiếng chuông nhà thờ như những nốt nhạc thánh thiện, đóng vai trò trung gian, kết nối và chỉ hướng cho mọi người đến với Chúa. Bài hát chuông chiều chúng ta sắp nghe đây thật hùng hồn, cũng thật sâu lắng, mời gọi chúng ta hướng về Chúa, về mẹ Maria trong đêm duyên nguyện này. Chúng ta cùng đến với giọng ca của nam ca sĩ Phi Nguyễn với ca khúc chuông chiều của nhạc sĩ Linh Mục Thành Tâm. Vọng tiếng cầu kinh với đời, dù lòng ai bơ vơ thầm nhắc cho ai hững hờ. Nơi miền xa xăm đó mẹ đứng trong mong chờ, giang cánh tay nhân hiền nhìn con tha thứ chờ mơ. Người con đi hoang đã nếm cuộc sống ê chề, sau ngày đi lang thang nay biết quay về bên mẹ, xin mẹ thương tha thứ giây phút con ở. Năm tháng kia qua rồi, mẹ hiền yêu dấu con ơi. Mẹ hỡi mẹ, xót thương đời con, xin đoái thương tình con, khương ban cho niềm tin trong bóng đêm. Tiếng con nài van xin đưa về tới bên, thuyền con đang lênh đênh. Chuông chiều nghe cô liêu nhẹ vút tựa khói làm chiều, nghe sâu dâng lên mi hoang vắng như con im nhiều. Con từ nay con quyết quên hết bao ưu phiền, theo vết chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung kia. Con quyết quên hết bao ưu
theo vết chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung kiên. Con từ nay con quyết theo vết chân mẹ hiền, theo bước chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung kiên. Con từ nay con quyết quên hết bao ưu phiền, theo vết chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung. Con xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo, con xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn một bài hát của nhạc sĩ Giang Ân, ca khúc. Tự nhiên con bị quên tựa đề. Con xin gửi đến quý vị ca khúc Dâng Mẹ Cuộc Đời. Và bài hát này, con xin mời nghệ sĩ saxo Trọng Quy ra đây để thể hiện cùng với con ca khúc này. Xin mời cộng đoàn cho Trọng Quy một tràng pháo tay thật lớn ạ. Con xin cảm ơn.
khổ đau trong đời, có tay mẹ hằng luôn nâng đỡ, cho con vững tin an lòng, nép bên mẹ, tình mẹ chở che. Đường đời bao nhiêu khó nguy, mẹ dìu con luôn bước đi. Khổ đau con nào xa chi, sợ gì. Mẹ ơi, con xin tiến dâng lên cả cuộc đời. Con xin phó dâng thân phận làm người, thăng trầm thay đổi. Nhiều khi mây mù giăng lối, mẹ là trăng soi đêm tối. Ôi có mẹ, ôi có mẹ, đời con sướng vui ngập tràn. Ôi có mẹ, ôi có mẹ, đời con tum bừng sáng. Con tum được biết đến với măng đen đại ngàn. Nhắc đến măng đen, không thể không nhắc đến Đức Mẹ Măng Đen, mẹ của núi rừng, mẹ của mọi người. Mẹ Măng Đen đoàn con về đây, nguyện mẹ thương nghe lời kêu khấn, nguyện mẹ dù thương ban muôn ngàn ơn. Đó là lời thân thưa có trong nhạc phẩm Đến với mẹ Măng Đen của nhạc sĩ Hồng Bính. Chúng ta cùng đến với phần trình bày của hai ca sĩ Quỳnh Trâm và Daily.
đến. Ai đến với Tây Nguyên, đến với bản làng, đến với Kon Tum, đều bị hút vào cảnh sắc đất trời, cảnh sắc núi rừng đại ngàn. Kon Tum đang chuyển mình, Kon Tum bừng sáng từng ngày. Trong đó, âm nhạc và vũ điệu Tây Nguyên góp phần làm nên âm vang Kon Tum ấy. Vâng, ngay bây giờ, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng thứ ngôn ngữ làm nên đặc nét Tây Nguyên qua phần múa liên khúc Kon Tum bừng sáng của nhóm múa Irum, nhạc và lời Nguyễn Duy A Đủ. Xưa với con mẹ hiền thông dâng lên tế trên con, nay chốn thiên cung kia Chúa thương công cho hiện vinh sắc hồn. Khen mẹ ngàn lời ca cùng muôn muôn chưa thay, kính mừng nữ chính vương đầy ân phúc đến muôn đời luôn. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hãy nữ chính. Ave Ave Maria, hãy nữ chính đẹp xinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ chính đẹp xinh. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ chính. Ave Ave Maria, hỡi nữ chính đẹp trong tình hiệp nhân nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Hãy đón lấy mùa trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta về dự tiệc thánh, cuộc đời ta nở hoa hạnh phúc, nguồn bình an tràn chứa đời ta. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Oh,
Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Đó là sứ điệp Fatima. Nhưng rồi, cuộc sống với bao phong ba, sớm nắng chiều mưa, với bao cám dỗ, em đã không lần chuỗi. Sao em không lần chuỗi là lời chất vấn, cũng là dấu hỏi lớn cho chính mỗi Kitô hữu chúng ta. Xin cùng đến với ca khúc Sao Không của nhạc sĩ Thông Vi Vu, thơ Xuân Ly Băng, với sự trở lại của nam ca sĩ Xuân Trường. Trời gió mưa khi đêm về tâm tôi thì lãng dụng vườn trưa. Sao em không lần chuỗi khi trời mới rạng đông, khi sương mai còn vui tỏa ngã trên ruộng đồng. Sao em không lần chuỗi cảm thả mẹ nhân lành, từ về đi mưa tươi buồn em cánh đồng xanh. Sao không lần chuỗi, sao không lần chuỗi, đưa từng em đi rơi lần chuỗi nhé em ơi. Sao em không lần chuỗi, mái tóc thề chấm vai, bâng khuâng ngày dòng ruồi, nhung nhớ bóng hình ai. Sao em không lần chuỗi, khi lặng ngóng chiều buông trong cô đơn ngập ngùi, lệ đắng chảy vào hồ. Sao em không lần chuỗi cảm thả mẹ nhân lành, ơn về đêm mưa tươi hôn em cánh đồng xanh. Sao không
sinh ra ba mẹ hiền lành, vươn với những mùa tươi một em cánh đồng xanh. Sao không lời Chúa khi trái to trở trời, em mong anh yêu đuôi đến cùng mẹ. Mẹ măng đen, mẹ thiếu đôi bàn tay, độc nhất vô nhị, cũng là cách biểu lộ thiết thực và hữu hiệu sự đồng cảm sâu sắc của Đức Maria với những người thiếu đôi bàn tay, thiếu đi một phần chi thể hay một tâm hồn khuyết tật. Nhưng tất cả hãy về với mẹ măng đen, về với mẹ núi rừng, góp cho mẹ những đôi bàn tay. Đó là sứ điệp của mẹ qua bài hát Đức Mẹ Măng Đen với sự trình bày của người thiếu đôi bàn tay Dương Quyết Thắng. Trên tây nguyên, mẹ núi rừng trên mang đến.
ngoài rừng trên bóng đêm. Vâng, anh chị em thân mến, từ đầu tới giờ bao nhiêu vần thơ, bao nhiêu lời bài hát được cất lên, nhẹ nhàng du dương có, thâm trầm sâu lắng có, và có cả bay bổng nhộn nhịp. Tất cả được hòa nhịp, được đỡ nâng bởi những nốt nhạc phím đàn điêu luyện của các nhạc công. Thì giờ đây, chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Lời Mẹ Nhắn Nhủ của nhạc sĩ Linh Mục Huyền Linh qua bản hòa tấu đến từ chính ban nhạc Cross trên sân khấu đây. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức.
những ai từng nghe nhạc phẩm Để Mẹ Chọn Niềm Vui của cố nhạc sĩ Giám Mục Duy Thống, chúng ta sẽ thấy đó là một bài hát đầy niềm vui, cũng đong đầy xúc động của người mẹ quê với cậu con trai của mình. Giờ đây, chúng ta sẽ được nghe một bầu cảm xúc nữa của người mẹ viết thư cho con trai yêu. Chúng ta cùng chào đón nữ ca sĩ Diệu Hiền với nhạc phẩm Thư của Mẹ, nhạc và lời Nguyễn Văn Trung. Chân của con
một điều mãi mãi không đổi thay, có một điều mãi mãi không đổi thay, có một điều mãi mãi không đổi thay. Mẹ yêu quý cha cùng toàn thể quý vị rất là nhiều ạ. Ave Maria, xin hát khen mẹ. Mẹ là kỳ công của Thiên Chúa uy phong. Ave Maria, xin kết dâng mẹ một tràng hoa. Ave Maria, lời ca khen thật hay, tiết điệu thật nhộn, đó là chất liệu âm nhạc mới. Xin mời quý vị chuẩn bị nhún vai nhịp người qua ca khúc Ave Maria với tiết tấu swing qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Diệu Hiền. Xin kính mời. Chào sứ khi thiên sứ luôn tin. Ave Maria, hãy vui mừng Thiên Chúa thương ở cùng. Vinh phúc cho bà, tràn đầy ơn đưa ra về thương đến. Đấng mà sẽ sinh ra là con Chúa chỉ tôn quyền năng. Hãy vui mừng, hãy mừng chi. Ave, Ave Maria, hãy như chính đẹp gì. Ave Maria,
lần nữa con xin được cảm ơn quý cha và toàn thể quý vị rất là nhiều ạ. Tiếp sau đây, nghệ sĩ không bàn tay đầy nghị lực và đam mê sẽ hát cùng chúng ta hát về mẹ măng đen không bàn tay. Vâng, chúng ta cùng chào đón nhạc phẩm Hành khúc măng đen qua phần trở lại của ca sĩ Dương Quyết Thắng. Suối vượt qua núi con đến bên mẹ, qua một nẻo đường ngàn làng quê thân thương, để đến nơi này chiêm ngắm mẹ yêu thương. Mẹ măng đen, mẹ măng đen, mẹ của muôn loài, mẹ sầu bi, mẹ khổ đau vì lòng con tội lỗi. Mẹ yêu thương, mẹ chưa mong đoàn con sám hối, quyết tâm quay về, về cùng cha là Thiên Chúa toàn năng. Mẹ quanh con tàn bộ đau chuôn chuyên, ngày nắng gió ngày sương cháy đêm buốt tâm hồn, cơn đau cơ cừng hằn trên thân con, mơ ước bay này với gánh nặng trên vai. Mẹ măng đen, mẹ măng đen, mẹ của muôn loài, mẹ sầu bi, mẹ khổ đau vì đàn con tội lỗi. Mẹ yêu thương, mẹ chưa mong đàn con sám hối, quyết tâm quay về, về cùng cha là Thiên Chúa toàn năng. Sầu bi măng đen làm bên Chúa là cuộc sống yêu mến mọi người, để luôn kẻ thù đừng vu oan con, bác ái công bình như Chúa dạy cho con. Mẹ măng đen, mẹ măng đen, mẹ của muôn loài, mẹ sầu bi, mẹ khổ đau vì đoàn con tội lỗi. Mẹ yêu thương, mẹ chưa mong đoàn con sám hối, quyết tâm quay về, về cùng cha là Thiên Chúa toàn năng. Mẹ măng đen, mẹ măng đen, mẹ của muôn loài, mẹ sầu bi, mẹ khổ đau vì đàn con tội lỗi. Mẹ yêu thương, mẹ chưa mong đoàn con sám hối, quyết tâm quay về, về cùng cha là Thiên Chúa toàn năng. Quyết tâm quay về cùng cha là Thiên Chúa toàn năng. Quyết tâm quay về cùng cha là Thiên Chúa toàn năng. Quyết tâm quay về cùng cha là Thiên Chúa toàn năng. Thank you.
đêm hôm nay, đêm diễn nguyện hát về mẹ, chúng ta đã được thưởng thức rất nhiều ca khúc hát về mẹ, được cảm nhận rất nhiều cung bậc cảm xúc. Quả thật, hát về mẹ Maria, hát ca khen mẹ, ta có hát mãi, hát bao nhiêu cũng không đủ, thật bất tận. Vì tên mẹ là triệu bài ca, thánh danh mẹ bất tử. Mẹ vẫn ở mãi với chúng ta, hằng dõi theo, an ủi, đỡ nâng chúng ta những lúc thất vọng. Đó là tổng hợp có trong hai nhạc phẩm Thánh danh bất tử và Mẹ nhìn xuống con. Giờ đây chúng ta cùng chào đón phần hợp xướng của ca đoàn giáo xứ Tân Hương. Xin kính mời. Con ở đôi môi e ấp thì nói.
mẹ chở che giúp con vượt qua. Mẹ nhìn xuống con, tay thương chăm chúa trên con mẹ. Mẹ nhìn xuống con, bao đôi môi é ấm thì non. Con vui sớm buồn. Vâng, giờ đây là bài ca nguyện cuối cùng. Xin mời tất cả anh chị em chúng ta đứng lên và cầm nến, thắp nến. Và hợp xướng chúng ta vẫn tiếp tục hát bài ca cuối cùng. Dạ vâng, con xin kính mời toàn thể anh chị em chúng ta đứng lên và thắp nến sáng trong tay. Xin mời ca đoàn tiếp tục.
Ca nguyện với chủ đề hát về mẹ đến đây kết thúc một cách tốt đẹp. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã cho chúng ta một đêm khí hậu thật tuyệt vời, không có mưa, có lạnh, nhưng mà cái lạnh có lẽ tình Chúa, tình mẹ
cũng đã làm cho chúng ta ấm lên. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa. Và chúng ta không quên nói lời cảm ơn cha đặc trách Đa Minh Phan Văn Vũ. Mấy ngày hôm nay Ngài lo lắng, và có lẽ đêm ca nguyện kết thúc Ngài bớt đi phần nào lo lắng. Chúng ta cảm ơn Ngài rất nhiều. Rồi chúng ta cũng nói lời cảm ơn đặc biệt tới các ban nhạc, tới các ca sĩ, tới các ca đoàn cũng như các đoàn múa của các giáo xứ đã hưởng ứng lời mời gọi của ban tổ chức. Thay lời cho ban tổ chức, xin nói lời cảm ơn tất cả bằng một tràng pháo tay. Và xin chúc quý vị tiếp tục một đêm tràn đầy ơn thánh cùng với mẹ, và chúng ta cùng hướng về mẹ để chúng ta tiếp tục bước vào chương trình ca nguyện một cách lặng lẽ âm thầm ở nơi hoang vắng, ở nơi Đức Mẹ Măng Đen này. Vâng, kính thưa toàn thể anh chị em, giờ đây sẽ là giờ tôn vinh mẹ Maria. Xin mời anh chị em chúng ta đứng và thắp nến sáng. Kính thưa cộng đoàn, Đức Maria là hình ảnh tiên báo một hội thánh xinh đẹp, tinh tuyền, thánh thiện, không tỳ ố, không vết nhăn hay bất cứ khuyết điểm nào. Mẹ là đấng đầy ân phúc, khoác trên mình mọi nét đẹp tuyệt vời của người nữ tử Sion. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mẹ là người đầu tiên được hưởng trọn niềm hạnh phúc của ơn cứu độ nhờ hoa quả của thập giá Chúa Kitô, con của mẹ. Nơi mẹ, Thiên Chúa đã thể hiện lòng thương xót vô bờ của Ngài để khai mở trang sử mới cho nhân loại. Đáp lại đặc ân Thiên Chúa ban, mẹ dành trọn cuộc đời để liên lụy thưa lời xin vâng. Ngay từ lúc Thiên Sứ truyền tin cho đến muôn nẻo đường thập giá tiến về Golgotha. Hôm nay, cộng đoàn chúng ta cùng quy tụ về bên mẹ, linh địa Măng Đen này với niềm tri ân cảm tạ. Vì Thiên Chúa đã ban Đức Maria cho chúng ta, một người mẹ tuyệt vời giữa đoàn con khốn cùng trên dương thế. Về với mẹ, chúng ta nhận ra mình được yêu thương, được lắng nghe, được thấu hiểu. Về với mẹ, chúng ta xin cho mình được tràn đầy ân phúc của Thiên Chúa, noi gương mẹ luôn quảng đại, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa và trung thành làm chứng về tình thương của Ngài trong thế giới hôm nay. Ước gì trong giây phút này, chúng ta được hòa chung tâm tình yêu mến, cùng nhau chiêm ngắm và tôn vinh mẹ là mẹ của chúng ta. Lạy mẹ Maria, chúng con đây là con cái của mẹ. Chúng con ước ao được nên giống mẹ, với ánh mắt trìu mến, với con tim biết trận lòng thương. Xin cho chúng con trở nên đôi tay nối dài của mẹ, biết mở ra với nhu cầu của anh em, biết ôm ấp và xoa dịu những tâm hồn đau khổ. Từ đây, mẹ là mẹ của con, và con đây là con của mẹ. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Lạy mẹ Maria vô nhiễm, hôm nay con về với mẹ, hồn con chiêm ngắm nhan mẹ. Mẹ đẹp như cánh hoa huệ giữa đời, chẳng vương tì vết hay bợn nhơ. Xin gìn giữ con khỏi mọi vết tội, biết rời xa những đam mê, để cuộc đời con luôn chiếu tỏa tình thương Chúa. Xin dâng mẹ trái tim con, nguyện yêu mẹ hết tình. Chẳng vương tí vết hay bỡ
bên mẹ, để sống hanh ân, để sống xưng danh với con mẹ chi nhân, để xứng đáng ơn được Chúa đôi thương suốt đời chung tin luôn. Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội, đẹp như cánh hoa về giữa đời, chẳng vương tí vết hay bẩn nhơ, đẹp như câu kết muôn bài thơ, hồn con chim ngưỡng nhan mẹ sinh, tiên dâng trái tim yêu hết tình, xin cho con trung thành yêu mến, cho con trung thành với thánh ân, để suốt tháng năm tỏa chiếu ánh đăng sống cuộc đời chứng nhân, đời sống trở nên bài hát bên thương, cuộc đời sẽ vết tội, luôn chung trinh một bài ca suốt đời, từ máu của con tình mến sắc son sâu cuộc đời héo hon, nhận lấy trái tim lòng mến cháy luôn chân tình mẹ với con. Lạy mời cộng đoàn đứng. Tin mừng theo Thánh Luca. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời.
sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý đọc kinh Tin Kính. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô. Thánh thần hai sinh bởi bà Maria. Chịu nạn đời quan Pôncio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức